Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi bài Xuân Này Còn Không Về. Đây là một bài nhạc vàng rất là nhẹ nhàng và da diết. Chúng ta sẽ dùng cái kỹ thuật mình rung hơi và kỹ thuật mình vuốt ngón. Bây giờ mình sẽ thổi qua trước, các bạn sẽ cảm nhận, sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết từng đoạn một. Đây, tức là mình sẽ vòng lại. Để cái bài hát này mình sẽ có hai lần thổi. Thì cái bản nhạc beat thì các bạn cứ theo được bản thổi thôi. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái bản câu đầu tiên. Fa son fa đô đô fa son đô đô. Thì mình chạy này. Thì nốt son mình sẽ mở từ nốt fa lên nhé. Nốt đô thì mình sẽ bịt từ nốt re xuống. Mình sẽ mở nó si ra. Rồi tiếp. Đô re đô son son đô re fa fa. Thì nó son mình sẽ bị từ nút la xuống. Fa fa thì là mình sẽ mở nút re lên nhé. Fa fa mình mở hai ngón lên đó. Tiếp. Năm trước con hèn đầu xuân sẽ về. Fa son fa đô đô re fa đô. Thì câu này này. Nó son vẫn cứ mở nó pha lên. Thì có nốt re này thì mình sẽ lấy lên. Đấy. Đô re đô fa son la. Đô re re lấy lên. Đô fa fa lấy nhá. La và nốt si. Fa son la thì vuốt nốt la lên, nốt son lên la. Son đô 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 la son fa son. Son đô 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 la son fa son. Thì này, son này. Thì nốt la xuống. Tiếp câu sau. Cũng thế nhé. Này. Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường. Rồi không lẽ riêng mình hiểm ấm thì cũng như đợt đầu thôi.
Rồi tiếp này. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Tròn đô đô thì mình này, tròn đô 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 la, tròn tròn đô phà. Mình lại lên và mình bật cái ngọn nốt lá tròn lên nhé. Rồi tiếp, nếu con không về chắc mẹ buồn lắm này. Đô phá rê, rê đô si giản. Này nếu con không về này, nốt về nốt si giản, mình sẽ mở nốt mi nốt si trên cung, mở nốt mi nốt phá nữa. Đô tròn tròn đô đấy này, rê đô tròn đô phà tròn đô. Nốt đấy lại lên, nốt tròn này cũng lại lên. Son. Tiếp. Đồ rê pha son. Thì nốt rê mình sẽ mở bị từng nốt lá chỗ nhé, nốt phá chỗ. Son si đô đô chi giảng nhé. Này, mi rê đô. Mi re đô re đô son đô re mi. Rồi ba ngày xuân đi khoe son riêng. Mi re son son pha son đô, mi re son son pha son đô. Thì còn re mi lại lên tiếp. Sau đó mình sẽ quay trở lại tiếp thì mình sẽ thổi hoàn thiện cái bài này. Hôm nay ngày mùng 7 tháng 1 năm 2016. Chúc các bạn năm mới may mắn.